Cô chào tất cả các bạn. Hôm nay cô trò mình cùng nhau tìm hiểu tiết học vần mới nhé. Trước khi tìm hiểu vần mới, cô mời các bạn xem một đoạn phim. Các bạn hãy đoán cho cô xem đây là phim gì nhé. Bạn nào cho cô biết đây là đoạn phim gì nào? Rất là chính xác, đây là một đoạn phim hoạt hình. Và cô có từ hoạt hình. Trong từ hoạt hình, tiếng nào mình đã học rồi? Cô cảm ơn con. Đó là tiếng hình mình đã học rồi. Hôm nay cô muốn dạy cho các bạn vần trong tiếng hoạt. Các bạn lắng nghe cô đọc. Oát. Trong vần oát, âm oa đứng trước, âm tờ đứng sau, đánh vần. O a tờ oát. Cô mời bạn đánh vần. Rất giỏi. Các bạn đọc oát. Bạn nào phân tích cho cô tiếng hoạt? Rất tốt. Tiếng hoạt gồm có âm hờ đứng trước, vần oát đứng sau, dấu nặng dưới âm A. Các bạn đánh vần nào. Hờ, oát, hoát, nặng, hoạt, hoạt, hình. Mình cùng đọc lại. Oát, hoạt, hoạt, hình. Các bạn đọc. Rất tốt. Các bạn nhìn qua bên. Cô có vần oát. Các bạn hãy nhìn kỹ xem cô thay đổi gì trong vần oát nhé. Các bạn đã phát hiện ra chưa? À, đó là cô thay âm A bằng âm Á. Các bạn lắng nghe cô đọc. Oát. Oát. Trong vần oát có âm oa đứng trước, âm tờ đứng sau. Các bạn đánh vần. O, á, tờ, oát. Các bạn đọc oát. Cô có vần oát. Cô muốn có tiếng chuất. Cô thêm âm gì? À đúng rồi, cô thêm âm chờ và dấu sắc. Các bạn đánh vần. Chờ, oát, chuất, sắc, chuất. Các bạn đọc chuất. Cô có từ luất chuất. Vậy luất chuất là gì? Luất chuất là chỉ những người có dáng hình nhỏ bé. Vậy mình vừa tìm hiểu được hai vần mới. Các bạn so sánh cho cô xem hai vần có điểm gì giống và khác nhau. À rất tốt. Điểm giống đó là hai vần đều có âm o và âm tờ. Khác nhau đó là vần oát thì có âm a, còn vần oát thì có âm á. Bây giờ mình cùng nhau luyện đọc lại nhé. Oát, hoạt, hoạt, hình, oát, chuất, luất, chuất. Các bạn cùng luyện đọc lần nữa nào. Mình vừa được làm quen hai vần mới. Bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu xem hai vần mới có những từ ứng dụng nào nhé các bạn. À, từ đầu tiên cô có từ lưu loát. Vậy trong từ lưu loát tiếng nào chứa vần hôm nay mình học? À đúng rồi, đó là tiếng loát chứa vần oát hôm nay mình học. Cô mời bạn đánh vần. Chính xác. Mình cùng đọc từ lưu loát. Lưu loát là gì? Lưu loát là khi các bạn nói hay các bạn đọc mà không ấp a ấp úng thì người ta gọi đó là lưu loát. Vậy các bạn phải cố gắng rèn đọc thật lưu loát nhé. Ai đọc được cho cô từ này? À rất giỏi. Đó là từ đoạt giải. Vậy đoạt giải đó là gì?
Đoạt giải đó là giành được giải thưởng nào đó, và đó là sự cố gắng nỗ lực của bản thân thì người ta gọi đó là đoạt giải. Trong từ đoạt giải, tiếng nào chứa phần hôm nay cô dạy? Đó là tiếng đoạt mang vần oát. Cô mời một bạn phân tích. Rất tốt, các bạn cùng đọc nào. Đoạt giải. Chỗ ngoặt. Vậy trong từ chỗ ngoặt, tiếng nào chứa vần hôm nay cô dạy? Đó là tiếng ngoặt mang vần oắt hôm nay cô dạy. Cô mời các bạn đánh vần. Ngờ oắt, ngoắt, nặng, ngoặt. Cô mời các bạn đọc từ chỗ ngoặt. Các bạn thấy trên màn hình của cô là gì đây nào? Đây là những chiếc đinh, và đầu của những chiếc đinh này rất là nhọn, thì cô gọi đó là nhọn hoắt. Vậy trong từ nhọn hoắt, tiếng nào chứa vần hôm nay cô dạy? Rất tốt, đó là tiếng quắt chứa vần quắt hôm nay cô dạy. Cô mời một bạn phân tích. Cô cảm ơn. Tiếng quắt gồm có âm hờ đứng trước, vần quắt đứng sau, dấu sắc trên đầu âm á. Mình cùng đánh vần. Hờ, quắt, quắt, sắc, quắt. Các bạn đọc từ nhọn. Vậy nhọn hoắt là chỉ những vật rất nhọn như đinh, kéo hay là dao. Đó là những đồ vật có thể gây thương tích cho con và những người xung quanh, nên tuyệt đối các con không được chơi đùa với những vật rất nhọn nhé. Vậy là mình vừa tìm hiểu xong 4 từ ứng dụng ngày hôm nay. Bây giờ mình cùng rèn đọc lại. Các bạn cùng đọc. Lưu loát, đoạt giải, chỗ ngoặt, nhọn hoắt. Các bạn đọc lại. Bây giờ mình cùng luyện đọc lại toàn bài. Oát, hoạt, hoạt hình. Oát, chuát, luát, chuát. Lưu loát, đoạt giải, chỗ ngoặt, nhọn hoắt. Các bạn rèn đọc lần nữa. Rất tốt. Bây giờ các bạn cùng quan sát lên màn hình. Các bạn cho cô biết tranh vẽ gì? Đây là tranh vẽ về một khu rừng có rất là nhiều loài thú. Có bạn voi này, bạn hổ, và xa xa đó là bạn nai. Và trên ngọn cây thì có một bạn sóc rất là đáng yêu phải không nào? Vậy thể hiện nội dung bức tranh này, cô có bài đọc như sau. Các bạn lắng nghe cô đọc. Thoắt một cái, sóc bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng. Vậy cô vừa đọc xong, bạn nào cho cô biết bài đọc hôm nay có mấy câu? Đúng rồi, có 2 câu. Câu thứ nhất đó là từ chữ thoắt cho đến dấu chấm thứ nhất. Câu thứ hai là từ chữ đó cho đến dấu chấm thứ hai. Dấu chấm là dấu hiệu của kết thúc câu nhé các bạn. Vậy trong câu thứ nhất, cô đọc thoắt một cái, sóc bông đã leo lên ngọn cây. Vậy tại sao từ sóc bông lại được viết hoa chữ cái đầu? Đúng rồi, tại vì đây là tên riêng của bạn sóc bông nên hai chữ cái đầu được viết hoa. Vậy trong câu thứ nhất cô vừa đọc, bạn nào cho cô biết tiếng nào mang vần hôm nay mình học? Rất giỏi, đó là tiếng thoắt mang vần oắt hôm nay mình học. Mời một bạn đánh vần giúp cô. Rất tốt. Thờ oắt, thoắt, sắc, thoắt. Cô đọc câu thứ hai nhé.
Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng. Ai nhanh mắt tìm cho cô tiếng nào mang vần hôm nay mình học? À, đó là tiếng hoạt mang vần oắt hôm nay mình học. Các bạn rất là giỏi. Ai phân tích cho cô tiếng hoạt nào? Đúng rồi, tiếng hoạt gồm có âm hờ đứng trước, vần oắt đứng sau, dấu nặng ở dưới âm ma. Bây giờ mình cùng luyện đọc nhé. Trước khi luyện đọc, các con lưu ý khi gặp dấu phẩy, các con ngắt hơi một chút. Khi gặp dấu chấm, các con nghỉ hơi lâu hơn. Các con nhớ chưa? Các con cùng luyện đọc với cô nào. Thoắt một cái, sóc bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng. Cô mời các bạn đọc lại. Rất giỏi. Vậy qua bài này mình thấy bạn Sóc Bông là một chú bé rất là nhanh nhẹn, hoạt bát trong các cử chỉ và động tác, như thoắt một cái là Sóc Bông đã leo lên đến ngọn cây rồi. Các bạn vừa được đọc từ và bài ứng dụng. Vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn rèn viết phần hôm nay mình học nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ viết vần oát. Các bạn đặt bút dưới đường đi 2, viết con chữ O, nối liền viết con chữ A, nối liền viết con chữ T. Điểm dừng bút ở đường ly 1, nhấc bút viết nét ngang của con chữ T. Tiếp tục mình viết vần oắt. Các bạn đặt bút dưới đường ly 2, viết con chữ O, nối liền viết con chữ A, nối liền viết con chữ T. Dừng bút ở đường ly 1, nhấc bút viết dấu á trên đầu âm A, nét ngang ở con chữ T. Tiếp theo, mình viết từ hoạt hình. Các bạn đặt bút ở đường ly 1, viết con chữ hờ, nối nét viết chữ kỳ vần oát. Điểm dừng bút ở đường ly 1, nhấc bút viết dấu nặng ở dưới âm A, nét ngang ở con chữ T, cách một con chữ O, viết chữ ghi tiếng hình. Viết dấu của chữ Y và viết dấu huyền trên con chữ Y. Tiếp tục mình đến từ lắt chuất. Các bạn đặt bút ở đường ly 1, viết con chữ L, nối liền chữ ghi vần oắt. Kết thúc bút ở đường ly 1, nhấc bút viết dấu á trên đầu âm A, viết nét ngang ở con chữ T, viết xuất sắc trên đầu âm Á. Cách một con chữ O, các bạn đặt bút dưới đường ly 1, viết con chữ chờ, nối liền viết chữ ghi vần oắt. Kết thúc bút ở đường ly 1, nhấc bút viết dấu á trên đầu âm A, viết nét ngang ở con chữ tờ, viết dấu sắc trên đầu âm Á. Vậy là mình đã hoàn thành xong bài viết của ngày hôm nay rồi đấy. Mình vừa hoàn thành phần luyện đọc và luyện viết. Vậy chủ đề luyện nói của chúng ta hôm nay là gì? Các bạn hãy cùng quan sát trên bức tranh và cho cô biết tranh vẽ gì. À đúng rồi, tranh vẽ mọi người đang còn đi xem phim. Và đây là một bộ phim hoạt hình. Vậy chủ đề luyện nói của chúng ta hôm nay đó là phim hoạt hình. Vậy trong từ phim hoạt hình, tiếng hoạt mang vần oắt hôm nay cô dạy
Vậy khi các bạn đọc, các bạn lưu ý phát âm cho đúng nhé. Vậy phim hoạt hình là một bộ phim, loại phim giải trí giúp chúng ta thư giãn sau mỗi giờ học mệt mỏi. Tuy nhiên, các bạn cho cô biết chúng ta có nên thường xuyên và dành thời gian nhiều để xem phim hoạt hình không? À, không nhé các bạn. Tuy là phim hoạt hình là một loại phim giúp chúng ta thư giãn, nhưng các bạn không nên xem quá nhiều. Nếu mình xem quá nhiều vào màn hình TV sẽ gây đau mắt và mất nhiều thời gian cho học tập của mình. Vậy các bạn chỉ dành thời gian hợp lý để mình xem phim hoạt hình thôi nhé. Đây là phiếu bài tập dành cho tiết học ngày hôm nay, bài 96, What What, gồm có 3 bài tập. Bài tập thứ nhất đó là bài nối. Các bạn hãy đọc hai vế và nối lại thành câu có nghĩa nhé. Bài tập thứ hai đó là bài điền What hay What. Các bạn quan sát tranh và điền đúng vần vào phía bên dưới giúp cô. Bài tập thứ ba đó là bài viết. Các bạn lưu ý nối nét giữa âm O và âm A cho thật đẹp và rõ nét nhé. Sau khi hoàn thành xong bài tập, các bạn nhờ bố mẹ chụp hình và gửi cho cô kiểm tra nha. Chúc các bạn hoàn thành tốt. Thời gian trôi thật nhanh, nào phải không các bạn? Tiết học của mình đến đây là hết rồi. Sau khi làm phía học tập xong, các bạn nhớ mở sách ra và rèn đọc các phần tiếp theo nhé. Chúc các bạn học tập thật tốt. Thân ái, hẹn gặp lại các bạn vào những tiết học sau.